Xin chào cô chú các anh chị. Hôm qua Ti đã mua được một số ít thuốc. Con đi đây con. Mẹ chưa nè. Đi nô. Ôi. Bây giờ Ti cho các bé ở sau vườn uống thuốc. Con đi đây xếp hàng nè. Từ từ. Để mẹ lấy thuốc cho uống nè. Ti không nói được cô chú ơi. Bé uống nó che màn hình hết trơn luôn. Ở đằng sau này có gần 20 bé. Bây giờ Ti lấy thuốc cho các con uống. Có nhiều bé uống thuốc rất là dễ cô chú, có nhiều bé uống khó lắm. Trời ơi thiệt tình đó. Đây nè, đi đây. Trời ơi. Con đi ra đây cho cô chú coi em uống thuốc nào. Ủy Mino này nè. Đây có bỏ cục phô mai vô viên thuốc. Trời ơi Mino. Mino mẹ thương em. Con uống rồi mẹ, bé Tân. Trời ơi. Đây. Nè. Cái gì vậy trời? Mà phải giấu cục phô mai luôn. Cái gì vậy con? Mẹ lấy thuốc cho anh chị uống nè, con uống rồi. Trời ơi nó cả. Không thể nào lấy thuốc được luôn. Đây. Đừng có để mẹ quay máy cho cô chú xem anh chị uống thuốc nè. Đây. Đây là phía sau vườn nè con. Uống đi. Trời bé nó che mất tiêu rồi. Đây là các bé ở phía sau nhà Ti á. Hôm qua Ti buồn quá trời luôn cô chú ơi. Tại vì hả các con bị bệnh rất là nhiều. Nó ủ bệnh á, mình không biết. Nên nó phải mua thuốc cho các con uống. Đừng có. Trời ơi, ăn mất được con mai à. Thôi không có dành nhau nè, thôi nè. Đây nè cho con nè. Trời ơi. Học này hết. Các bé đông mà Ti không đếm được luôn đó cô chú. Cứ cho uống thuốc hết lấy hộp khác à. Hộp mét ra này nó có 6 viên. Đừng con. Mẹ cho bạn uống vậy con uống rồi nè. Các bé thích ăn phô mai lắm cô chú. Mà lâu lâu rồi thì đâu có mua đâu. Tại vì các bé đông quá. Nếu mà mua rất là nhiều. Nhiều tiền lắm. Đây là viên thuốc nè cô chú. Ti bọc vô cục phô mai. Con uống rồi mẹ. Đây nè con. Ui trời. Nè con. Nè uống đi. Nè uống đi. Đứa nào chưa uống đây nè. Đây con thích ăn phô mai đúng không? Mẹ cho ăn miếng nè. Lâu lâu mới ăn được miếng nè. Ồ tội nghiệp bé Tân quá. Bé Tân ra đây cho cô chú xem nè. Bé Tân là một bé cuốn bị bỏ rơi nè. Đây đây, Tân. À, dạ. Trời ơi, cắn cho chân Ti luôn. Nè, đừng liếm thôi nha, đừng cắn. Nè, đây. Nè, để đây nè. Nè, Tân. Tân, đây nè. Nè. Nhiều khi lúc trước Ti cho các bé ăn, xong rồi các bé tham ăn quá à. Các bé cắn vô tay Ti luôn á, cô chú. Đây, còn một bé đằng kia, còn một bé nâu. Nâu, đây,
Trời ơi, trời hôm nay âm u quá cô chú ơi, chết rồi. Phải đi mua thuốc sớm thôi, không tí nữa trời mưa mua cũng được nè. No 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 no, đây mẹ Trương nè. No 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 no. Đây nè, no 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 no. Đây đây là bé nâu nè cô chú. Đây nè, tí cho cô chú xem bé nâu. Ừ, đây. Ăn ăn đi. Ừ. Ủa sao con không ăn hả? Thôi để mẹ nhét thuốc cho con nha. Thấy mắt con sáng tinh lên mà. Sao không ăn vậy? Trời ơi Nino lại chôn cục phô mai đó. Trời ơi Nino. Đây đây. Tì có kinh nghiệm nhét thuốc nha cô chú. À, đó. Xong. À, đã xong viên thuốc rồi. Đã xong viên thuốc rồi. Bây giờ là trời còn rất là sớm, chắc khoảng chưa tới 7 giờ sáng. Tì phải tranh thủ cho các con uống thuốc, xong rồi tí nữa Tì phải đi mua thêm thuốc nữa. Tì rất mong là các bé của mình có thật nhiều sức khỏe để sống vui vẻ bên Tì đến cuối đời của các con. Những bé cún nó đã có một cái quá khứ rất là đáng thương. Những con bé cún ở mái ấm của Tì á, là Tì cứu hộ, hoặc là những cái bé chó lang thang ở ngoài đường, nên Tì đã dành một tình cảm đặc biệt cho tụi con lắm. Bù đắp lại những gì mà các con phải gánh chịu ở trong quá khứ, thực sự đối với các bé là Tì không biết dùng lời nẽ nào cô chú ơi. Nhưng mà mình á, sống chung với các con 24/24, giống như một cái gia đình vậy đó. Tì năm nay cũng 40 tuổi rồi, Tì cũng không biết là sức khỏe của mình á, sau này như thế nào, chịu đựng được bao lâu. Nhưng mà ngày nào Tì còn sống trên đời thì Tì sẽ làm những cái gì mà mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Tì cũng sẽ luôn thay cô chú và tất cả các bạn truyền những cái cảm hứng yêu thương đến cho những cái bạn thế hệ trẻ, để mình sống á, là mình biết yêu thương động vật, yêu thương muôn loài và yêu thương những cái người thân trong gia đình của mình. Tì rất là buồn khi mà nghe lâu lâu nghe một cái câu chuyện kể rằng là bị những người già cả đó, bị cha mẹ hay bị con cái, con cháu bỏ rơi, Tì rất buồn luôn. Tì có một cái điều nữa, đó là Tì đặc biệt dành một cái tình thương khó nói lắm cho những em cún già. Trước đây khi mà Tì thấy ở đâu á, mà có những em cún già bị bỏ rơi là Tì lúc nào cũng cưu mang các con hết. Tì đặt một cái suy nghĩ như thế này nè. Những em cún già đã dùng cả cuộc đời của nó dành cho người chủ của mình rồi. Bây giờ khi con già cả, con ốm yếu, con không còn là một trò chơi của người khác nữa, hay con không còn là một cái chuông báo động của người ta nữa, người ta chán, người ta không cần con nữa, người ta bỏ con đi. Đó, và đó là một cái lý do mà Tì rất yêu thương những bé chó già. Với Tì nghĩ như vậy nè, sau này mình già đi, mình cần một cái vòng tay của gia đình yêu thương và che chở, hay là cha mẹ mình cũng vậy nữa, các bé cún già cũng vậy. Khi các con già đi là các con vô cùng là yếu đuối, các con cần một nơi nương tựa lúc cuối đời. Đó là cái tình cảm Tì dành cho những bé cún già của mình. Thôi buổi sáng ngày mới thì Tì còn rất nhiều việc phải làm. Bây giờ cho các bé uống thuốc xong là Tì sẽ phải chạy đi mua thêm thuốc nữa. Bây giờ là chưa đủ chi phí đâu, nhưng mà có bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu. Phải ngăn chặn dịch bệnh ngay từ khi mình phát hiện, chứ để cái dịch nó bùng lên rồi là lúc đó mình cứu sẽ không còn kịp nữa. Một ngày mới thì xin chúc tất cả mọi người thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc và tràn đầy năng lượng để học tập, lao động và làm việc. Xin chào cô chú và các bạn. Tì khép clip nha cô chú. Con chào các cô chú đi. Bye bye mọi người.